Bởi vì nông thôn thì đấy bác cũng hiểu đấy, làm cũng chả có dư dả gì đâu. Bác nào làm? Thế này mà nó dám đụng dao được nhỉ? Cũng làm mỏ neo mà. Vậy thế đâu? Chứ mỏ neo đâu. Ừ, cũng làm mỏ neo nhưng mà lại không làm được một cái gì. Không làm. Nó chỉ cắt da thôi. Làm sao nó dám đụng vào trong? Cắt da sao mà ôn lắm nó nhỉ? Ôi giời ơi. Nhà em ở đâu? Em ở Hòa Bình. Hòa Bình. Hòa Bình. Thế à? Đứng dịch ở đây. Thế làm sao biết tôi? Ai giới thiệu? Chị đã quan tâm mấy năm rồi. Thế bên kia làm hết bao tiền? Đấy là làm hết là 30 triệu. 30 triệu? Sao thằng nào làm này nhỉ? Bệnh viện. Thì đây là, nó chỉ báo là... Nhưng mà chẳng biết là có phải thật không? Có đến nơi không? Có đến nơi. Làm xong có thắc mắc với nó rằng là... Em thắc mắc. Thì nó bảo sao? Nó bảo lại đến làm lại, em bảo không, em không làm nữa. Thế có đòi lại được tiền không? Không ạ. Nó chỉ bảo là đến là nó làm lại thôi, nhưng mà em không đến. Em có muốn nó bé bằng bao nhiêu? Nhỏ nhắn xinh xinh nhá, cho nó nhẹ nhá. Bây giờ cái tuổi này cần gì đúng không? Vâng, em bây giờ em cứ đúng rồi, nặng hết. Cái núm vú, cái núm này này, cắt rời nó ra xong ghép nó lên trên này. Ừ, cho nó gọn, gọn với an toàn nhá. Theo được khả năng của em. Của người ta thì phải như cô này, cô ấy báo đấy. Nhưng mà thôi anh lấy em. Hơi khó khăn. Thế bao nhiêu? Bao nhiêu thì vừa. Thôi thì bớt nữa nhá. Chưa bao giờ em thấy bác sởi như bây giờ luôn. Thật sự với chị, bao giờ nhà em có cái giá. Em chưa bao giờ thu gọn vực mà nó lại rẻ như thế đâu chị ạ. Biết rồi nhưng mà... Thôi cứ về suy nghĩ đi nhá. Đúng rồi, nó cái này là nó là bị bệnh ấy mà, chứ có phải ấy đâu. Thôi thế giảm còn nhá. Làm đây là để hỗ trợ cho bạn thôi chứ còn thì chứ nhá.